Hello mọi người, tôi là Mark Review. Bản Deluxe Edition tôi mua cuối cùng cũng về rồi. Nè các bạn thấy không, tôi đang vui đến mức run cả tay đây nè. Trước tiên, chúng ta cùng đập hộp nó đã nha. Nói các bạn nghe, trước cái hồi còn chơi Asura ấy, tôi đã cực kỳ mê mấy dạng kiểu này rồi. Thời khắc chúng ta chờ đợi bấy lâu đến rồi đây. Ok, vậy là xong về hình thức bên ngoài của pack rồi nha. Tôi chỉ lướt sơ qua những vật phẩm nhỏ nhận kèm với pack thôi nha. Vì tôi tin, thứ mà các bạn quan tâm nhất khi mua bản Deluxe Edition chắc chắn vẫn là anh khỉ này của chúng ta. Nếu các bạn để ý, có thể thấy trước trán có rất nhiều nếp nhăn. Độ hoàn thiện của mô hình có thể nói là cực cao, chất lượng xịn miễn bạc, nhìn thích cực kỳ. Có thể nói là làm tận 10.000 pack mà chất lượng đỉnh được như vậy thì phải khen InArt quá tâm huyết với sản phẩm của mình. Nói thật là làm đến mức này game thủ mua về cảm động đến phát khóc luôn á. Trong bản thử nghiệm lúc trước, ta đều biết nhân vật mình điều khiển không phải là Ngộ Không, mà chỉ là một con khỉ thiên mệnh nhân lớn lên giống anh Ngộ Khỉ mà thôi. Nên các bạn có thể thấy phần trang phục của nó khá là đơn giản. Cái cây nó cầm trên tay cũng không phải là gậy như ý, mà là một cây gậy gỗ na ná rễ cây. Đương nhiên là trong game bạn có thể thay đổi trang bị tùy thích. Nhưng mà qua các video chơi thử demo đến thời điểm hiện tại, đây có thể nói là trang phục mặc định của game thủ khi vào game. Rồi, đi vào chi tiết. Phần mặt có thiết kế giúp điều chỉnh mắt của mô hình, sao cho phù hợp với những tư thế tạo hình khác nhau. Tiếp theo là đến hoa văn trên hộ vai và quần áo. Đầu tiên là mặt ngoài của phần giáp đồng, các bạn có thể thấy sự chuyển tiếp sáng tối khá rõ. Ngoài ra còn có những vết xước mờ do chiến đấu để lại nữa. Không phải khen, chỉ những chi tiết nhỏ nhặt này được xử lý rất tới. Tiếp theo là tới phần giáp nhỏ trên cẳng tay, có thể thấy màu phần này tối hơn giáp vai, vẫn khắc họa tốt hiệu ứng sáng tối. Bạn có thể thấy chính giữa có một sợi dây, làm cũng cực kỳ chi tiết. Về phần trang phục, được làm ở chất vải khá dày dặn, bên trên có những vết sờn và bụi nên trông khá cũ, nhìn cực kỳ chân thật. Tiếp theo là đến phần vải lông khá là dày ở bên trái. Để mà nói thì có thể thấy phần vải lông bên này không bị làm cũ như phần vải. Tôi nghĩ chắc là do khó làm, nên bạn có thể thấy phần lông này rất sạch sẽ, lạc quẻ so với những phần còn lại. Thân dưới của mô hình thì có một thắt lưng và quần. Phần quần thì cũng không có gì khác ở trên, hiệu ứng áo cũ cũng làm khá đúng chỗ. Rồi vậy là xem như xong phần chính. Tiếp theo ta đến với phụ kiện đi kèm ha. Tay thì có một cặp được làm theo kiểu đang cầm vũ khí, một cặp buông, một tay chắp lại, một tay cào, một tay thủ thế như đang niệm chú. Còn cái tay đang cầm hồ lô này rất thích hợp để tạo dáng đấu chiến thắng phật, nhưng tiếc là nó chỉ có thể gắn thế này. Phải mà nhà sản xuất cho hẳn một cặp thì đúng là đỉnh nóc kịch trần luôn. Cuối cùng là bệ đá đỡ mô hình. Thật ra diện tích của cái bệ này không lớn lắm, phía trên chỉ có hai cái giá nhỏ đỡ bắp chân chứ không đỡ toàn bộ mô hình, nên bọn tôi thấy dùng không được tiện lắm. Nếu muốn mô hình đứng thẳng, mà tôi nghĩ vẫn nên chọn kiểu bệ đỡ 12 inch vẫn ổn hơn. Tiếp theo nói đến khả năng tạo dáng của mô hình nha. Động tác ngửa đầu có thể ngửa khá cao, không có gì để nói. Cơ mà cúi đầu, cho dù cúi hết đất thì cũng chỉ được có một tí. Ngược lại, đầu có thể ngửa cũng như xoay sang hai bên khá nhiều. Phần cánh tay có khớp duỗi ra trước và sau, nên là quơ về sau hay là giơ ra trước đều ổn. Tay có thể giơ lên khá cao, khuỷu tay có thể gập 140 độ trái phải. Phần eo có thể xoay bốn phía, nhưng vì đã mặc áo nên không xoay được nhiều. Nói chung là vẫn đủ dùng. Tiếp theo là phần chân có thể đá thẳng lên, cẳng chân cũng có thể gập lại. Phần đầu gối là khớp xoay, nên các bạn không cần lo về tính ổn định của nó. Hai chân có thể dạng gần thành hình chữ nhất, cũng coi như hoàn toàn chạm đất. Cuối cùng là về khả năng chiến đấu và tạo hình các động tác khác nhau. Tổng thể tôi thấy tạo dáng nào cũng được, đánh giá tổng thể khá ổn. Trước khi sản phẩm này chính thức ra mắt thì tôi đã biết đến bản Deluxe Edition qua những tựa game khác. Cơ mà đây vẫn chỉ là video tham khảo thôi, nên là các bạn vẫn nên tự tay trải nghiệm nha. Ngoài ra thì bản Deluxe Edition của Black Myth Wukong cuối cùng cũng phá vỡ lời nguyền Made in China rồi. Hy vọng là sau khi mô hình này đến tay các game thủ sẽ làm cho các bạn phải thốt lên kinh ngạc. Bên cạnh đó thì Mortal cũng phát hiện Thiên Mệnh Nhân và Anh Ngũ Khỉ mặc gần giống hệt nhau. Có thể nói nếu đổi bộ quần áo hiện tại trên Thiên Mệnh Nhân lại thêm một cái gậy như ý là thành Ngũ Không rồi. Có thể nói game Saiyan không chỉ làm tốt mà còn làm rất xuất sắc. Dựa theo mức độ phổ biến hiện tại của từ game, mà tôi tự hỏi có khi nào sau này nhà sản xuất sẽ ra thêm một phiên bản Tề Thiên Đại Thánh không nhỉ? Đương nhiên, đó chỉ là suy đoán của cá nhân mà tôi. Nhưng mà nếu nhà sản xuất dám bán thì mà tôi dám mua.
Rồi, vậy đó là tất cả những gì về mô hình Deluxe Edition của tựa game Black Myth: Wukong. Lời cần nói thì cũng đã nói hết rồi, nên là cuối cùng xin phép cho mọi tôi nói đôi điều. Đầu video tôi có nói tôi từng có một thời gian chơi Asura. Thực ra tựa game Asura đó là tiền thân của Black Myth: Wukong hiện tại. Hai game được có cùng nhà sản xuất và thiết kế. Về phong cách đồ họa thì mọi người cũng thấy rồi, cả hai có nét vẽ giống nhau, có ánh khí này là nghề linh hầu trong game Asura. Hệ thống chiến đấu và động tác cầm gậy cũng được Black Myth: Wukong phục dựng lại sau nhiều năm. Mà tôi tin những bạn từng chơi Asura năm ấy hẳn sẽ có cảm giác thân thiết khi thấy những thứ này. Còn đây là Kim Giác và Ngân Giác, cũng là một con boss từng xuất hiện trong Asura. Không biết trong Black Myth: Wukong, hai anh trai này có còn được xuất hiện hay không? Hy vọng rằng trong Black Myth: Wukong, người chơi chúng ta có thể được chiêm ngưỡng càng nhiều con boss độc đáo hơn. Cuối cùng, xin cảm ơn các bạn vì đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.